vâng. Nếu là xem báo luôn anh em chở tuần sau thì gala tổng kết đây, xem có anh em nào bận không thì báo bao nhiêu suất để chuẩn bị luôn. Tám người. Ờ, tám người. Ờ, với cả mang quần áo ngay trong này, đây có phòng tắm này. Vâng, vâng. Nhá. Đó, xong, đóng thay quần áo luôn, ăn ở đây luôn. Vâng, năm nay còn ăn đi. Tí rồi, tí về đi, không lắng, đi về, về anh Tôm đi, nhanh lên, về sau mẹ ra chơi, đi, về đi. Bận rộn nhỉ, chủ nhật không được thể hình đầy đủ. Vâng, thưa quý vị, tấm vé cuối cùng vào chơi trận chung kết của giải bóng đá siêu cúp A1 Liên Hà sẽ được xác định sau ngay sau đây, và xin được nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng FC K5354 sẽ đối đầu với thủ K5146. Chào mừng quý vị đến với số động xóm họ Uy Nỗ để dõi theo buổi tường trực tiếp tôi trận bán kết thứ hai ở giải bóng đá siêu cúp A1 Liên Hà mùa giải 2021-2022, giải đấu đầu tiên được tổ chức trong vòng 2 năm. Vâng, do vấn đề dịch bệnh chính như vậy mà giải đấu này đã phải hoãn lại ở trong loạt trận bán kết này. Vâng, như vậy là hiệp 1 đã được bắt đầu. Hiệp 1 này thì cầu thủ K4146 sẽ là đội bóng cầm bóng trước. Và hôm nay họ ra quân với đội hình như sau. Ở vị trí khung gỗ đó là thủ môn Vương Bảo, bộ ba hậu vệ của họ là Nguyễn Đỗ Khắc Trí cùng với sự xuất hiện của Trần Tuấn Anh. Bộ đôi tiền vệ thì gồm có Văn Cường và Thanh Hải. Người chơi cao nhất trên hàng công đó là Nguyễn Thế Anh. Bộ 46 ra quân với bộ trang phục áo trắng quần xanh. Họ chấn giữ thành bên phía tay phải mà này nhỏ các bạn. Còn bên phía bên kia đối thủ ngày hôm nay, nhà đương kim địch của giải đấu này đó là K5354. Họ ra quân với ở vị trí khung gỗ đó là Việt Anh. Bộ ba hậu vệ Ngọc Thiện, Văn Quân và Hữu Nam. Họ chơi với hai tiền đạo cao nhất đó là Kim Trường và Nam Trọng. Và người chơi ở vị trí tuyến giữa đó là Hoàng Hip Hop. Một hình thiên về tấn công của cầu thủ K5354. Cú sút đầu tiên không được. Ngày nay K34 thì họ mang trang phục áo đen quần đen và họ đang chấn giữ khung thành bên phía tay trái trong hiệp 1 trận đấu này. Một trận đấu mà cầu thủ K3354 đang khá tự tin. Trước đội bóng được đánh giá là sẽ thấp hơn họ, nhưng trong những diễn biến ở trận bán kết thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ở trận đấu trước đó thì đã có một bất ngờ quá lớn khi mà K51 đã đánh bại một đối thủ đầy duyên nợ của họ đó là K3648 với tỷ số là không tưởng 8-0. Một tỷ số một cách biệt lớn nhất ở giải đấu này từ trước tới nay. Và không ngờ nó lại diễn ra trong những loạt trận bán kết. Những loạt trận mà ngỡ rằng nó là vô cùng căng thẳng và kịch tính.
Nhưng cao thủ Calamot đã có một trận đấu không khác gì một trận đấu tập, phối hợp rất hay. Vẫn còn không vào. Chưa hoàn thắng dành cho nhà đương kim vô địch. Một tình huống phối hợp tam giác ở một tốc độ cực cao. Và sau đó là một cú dứt điểm đến từ cầu thủ mang áo số 30, Kim Trường. Tiền đạo có một thể hình là rất to cao bên phía cầu thủ K5354. Nhưng cú dứt điểm của Kim Trường thì bóng lại đập vào chân của thủ môn Vương Bảo, đi đổi hướng và không đi vào khung thành. Lỗi rồi. Tình huống kéo người sau và sẽ có đá phạt lên dành cho cao thủ bên phía K5354. Vâng, để giải đấu của chúng ta được tổ chức thường niên và được diễn ra. Điều nữa, chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để cảm ơn tới những nhà tài trợ của chúng ta. Những nhà tài trợ sẽ là những con người rất quan trọng để giúp cho giải đấu chúng ta có thể được diễn ra cũng như là duy trì. Hy vọng rằng họ cũng sẽ tiếp tục đồng hành với ban tổ chức của giải siêu cúp A1 Liên Hà ở những năm tiếp theo. Tài trợ anh Mít Tương Nghĩa K39, thương hiệu Hà Kèo, hàng Pháp. Anh Mít Tư Kiên K40, anh Mít Tư Linh K40, công ty LTS. Mít Tư Thiết K41, thương hiệu Ren Invest. Mít Tư Thủy K36, chủ sân bóng Cửa Bắc. Và Mít Tư Đạt K39, phụ sản Tâm An Liên Hà. Vâng, đó là những danh sách của những nhà tài trợ cho mùa giải năm nay. Và một lần nữa thay mặt ban tổ chức cũng gửi tới lời cảm ơn chân thành tới các anh, những cựu học sinh trường Trung học phổ thông Liên Hà, cựu học sinh của A1, cũng đều là những con người rất giỏi và thành đạt. Và hy vọng rằng các anh cũng sẽ đồng hành và tiếp tục ủng hộ phong trào của giải bóng đá siêu cúp A1 Liên Hà những năm tiếp theo. Không vào, tiếp tục là cú dứt điểm nữa, nhưng bóng vẫn chưa thể tìm vào mảnh lưới của cao thủ K4146. Tấn công là một điều dễ hiểu với cầu thủ K5354. Họ đã đánh giá cao hơn rất nhiều đối thủ đứng đầu bảng A. Cơ hội dứt điểm không được. Cú dứt điểm không chính xác đến từ cao thủ K5354. K5354 thì cũng cùng bảng với thủ K51, một bảng đấu mà trẻ hóa và hai đội bóng trẻ thì cũng đã đều lọt vào vòng bán kết, và cầu thủ K51 thì cũng đã có tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Và nếu như ngày hôm nay K5354 có thể giành chiến thắng trong trận đấu này thì một lần nữa họ lại tái hiện nhau. Nhưng thời gian thì vẫn còn đó là rất nhiều, sẽ không đơn giản với cầu thủ. Đây rồi, cơ hội bất ngờ đã xảy ra, một công dành cho thủ K51, K4146 rất bất ngờ. Và người ghi bàn có lẽ là Khắc Chí. Một tình huống tấn công rất nhanh, một pha phản công chớp nhoáng, một đường truyền vào đã không có ai kèm Khắc Chí, và Khắc Chí có một nhiệm vụ vô cùng đơn giản là đệm bóng vào lưới trống mà thôi. Bất ngờ đã xảy ra trên sân động xóm hậu, uy nó đâu anh rồi. Đội bóng tấn công nhiều, đội bóng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều. Đương kim vô địch của giải đấu này đang bị thủng lưới trước. Chúng ta đang được chứng kiến những cầu thủ ở thế hệ đàn anh, những cầu thủ sinh năm 87 cùng với lại 94. Sút xa, lại một tình huống sút nguy hiểm nữa. Và này là cú dứt điểm của Văn Cường. Thời tiết ở trong trận đấu thứ hai này đi bóng rất hay, vẫn là cao thủ 4146, không được. Nhưng đường truyền vào sau đó thì lại không đến được với tiền đạo Nam Trọng. Một tiền đạo có một, à không phải, đó là tiền đạo Thế Anh. Dứt điểm từ xa, quá đơn giản. Quá đơn giản đối với Vương Bảo.
Thời tiết ở trong trận đấu thứ hai thì đã nắng hơn so với trận đấu đầu tiên. Một thời tiết mùa hè đích thực cũng sẽ là rất khó khăn cho cả hai đội bóng ở thời điểm hiện tại. Và nếu như thời tiết quá khắc nghiệt thì các trọng tài chúng ta cũng có thể cho thủ nghỉ ngơi trong khu vực giữa hiệp để giúp cho thủ có thể tiếp thêm nước và để có thể duy trì được thể lực. Vẫn là cầu thủ K5354. Bàn thắng sớm đến với cầu thủ K4146 nó là bất ngờ. Mr. Bean không được. Lỗi rồi. Đó là lỗi thuộc về cầu thủ không số Thành Hải. Hàng công của cầu thủ K5354 cũng đang là hàng công khủng thứ hai giải đấu này. Họ cũng đã nhả đạn tới 24 bàn thắng. Nhưng cũng đã để thủng lưới tới 13 bàn. Cái tỷ lệ thủng lưới của họ thì cũng khá thấp. Đứng thứ hai và thua các cầu thủ K51. K51 đang là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất với 12 bàn thủng lưới cùng với 34 bàn thắng được ghi được. Hàng công quá khủng khiếp của cầu thủ K51 và đặc biệt trong trận bán kết vừa rồi họ đã nhả đạn tới 8 lần. Trong vòng loại thì K51 đã có tới 26 bàn thắng sau 6 trận đấu. Hiệu số hơn 4 bàn cho mỗi một trận. Chứng tỏ hàng công họ khủng khiếp như thế nào. Hôm nay thì cầu thủ K4146 đã 3-6, 4-8 đã mắc sai lầm khi mà thi đấu đôi công những phút đầu tiên với cầu thủ K51. Đó là điều họ đã bị vỡ trận sớm. Chưa một đối thủ mạnh, chưa một đối thủ trẻ. Một lối chơi phòng ngự phản công. Cú đặt lòng quá ngọt đến từ cầu thủ số 19 và đã có bàn thắng cân bằng tỷ số. Đẳng cấp của nhà vô địch đã lên tiếng rồi. Không thể cản phá trong pha bóng vừa rồi. Đó là cú dứt điểm của Hữu Nam. Chỉ là một chân sút được đăng ký vị trí hậu vệ thôi. Nhưng Hữu Nam đã có một cú đặt lòng. Nó không khác gì những Mbappé hay Neymar cả. Rất đẹp mắt. Và đã không cho cơ hội. Vương Bảo đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá trong tình huống vừa rồi. 1-0. Trận đấu một lần nữa quay trở lại vạch xuất phát rồi. Và khi quay trở lại thì chắc chắn nó sẽ là khó khăn thuộc về cao thủ 4-1-4-6. Thế hệ cao thủ các anh 41 thì mùa giải hôm nay thì các anh cũng bước sang tuổi 35 rồi. Lứa tuổi mà có lẽ là cũng không nhiều các anh. Đặc biệt là một trong những cầu thủ, các cầu thủ đến từ cái lớp A1 của Liên Hà. A1 Liên Hà thì rất nổi tiếng về lực học. Còn phong trào thể thao thì chúng ta cũng đang được chứng kiến. Cầm bóng lên tới 80%. Họ vẫn đang triển khai tấn công. Mặc dù thì hàng phòng ngự của cầu thủ 4-1-6 vẫn đang đổ bê tông. Những tiền đạo như là Thế Anh cũng phải lùi về hỗ trợ phòng ngự. Rồi, đấy đâu, không vào. Rất đa dạng. Cầu thủ K5354 đang tấn công một cách vô cùng đa dạng. Bóng dài, bóng bổng, bóng dệt. Rất khó để có thể bắt được lối chơi của cầu thủ K5354 này. Xuống biên, đường chuyền vào, không kịp. Nó là đường chuyền hơi sâu và đã không thể có một pha đường chuyền vào sau đó.
Lỗi rồi, sẽ có đá phạt dành cho cao thủ 41-46. Trận đấu vẫn đang ở vạch xuất phát và cơ hội thì vẫn lại chia đều cho cả hai bên. Từ đánh giá cao hơn nhưng K5354 chưa thể tạo dứt điểm từ xa. Suýt chút nữa thì đã có siêu phẩm, một cú dứt điểm phải nói là rất đẹp mắt. Bóng đã đi hơi chạy cột dọc một chút rồi. Và phối hợp đá phạt mẫu mực nhưng cú dứt điểm thì nó lại hơi thiếu chính xác một chút. Đó là cú dứt điểm đến vị trí của Thế Anh. Cơ hội. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng. Chỉ đáng tiếc là đã không thể có cú dứt điểm. Đây rồi, dứt điểm không vào. Mr. Bean vừa có một tình huống dứt điểm tiếp theo, nhưng đó là một cú dứt điểm hơi khó để thành bàn. Tình huống trước đó thì Mr. Bean đã bỏ lỡ. Rất đáng tiếc. Một cơ hội đối mặt nhưng Mr. Bean lại xử lý hơi chậm. Và cơ hội đã trôi đi. Lối chơi cầm bóng từ sân nhà và khi để mất bóng thì cũng sẽ là rất nguy hiểm cho những phải chớp thời cơ, những tình huống phản công của cầu thủ K4146. Rất hay. Đó là pha vào bóng của Khắc Trí. Thút xa không vào. K5354 đang là những thế hệ sinh viên, họ cũng vừa mới ra trường được khoảng 1-2 năm mà thôi. Chính vậy mà họ cũng đang ở một thời kỳ mà bóng đá nó là một trong những môn thể thao mà họ chơi rất thường xuyên. Vì đó là đang là tuổi trẻ. Đó là lý do tại sao K5354 đang sở hữu những cầu thủ tốt nhất trong đội hình của mình cùng với một lối chơi kỹ thuật và tốc độ. Mùa giải trước đó thì họ cũng đã lên ngôi vô địch. Đang là đương kim vô địch cho giải đấu này. Liệu rằng có bất ngờ xảy ra không? Liệu rằng cao thủ đàn anh, cầu thủ K4146 có tạo ra là bất ngờ không? Chúng ta sẽ chờ đợi. Họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước và tạo ra rất nhiều bất ngờ ở trong hiệp 1 của trận đấu này. Nhưng họ đã bị gỡ hòa với đẳng cấp của nhà đương kim vô địch. Chắc chắn rằng cầu thủ K4146 sẽ phải tránh vết xe đổ của cầu thủ K3648. Khi họ đã vỡ trận trước cao thủ K51. Tiếp tục là bóng dài Lam Tường. Nhưng đó là một tình huống Lam Tường tuyến 2 không được, cũng dứt điểm hụt và phản công dành cho cầu thủ K4146. Được phản công không thành công. Sút xa không được rồi. Sút từ quá xa đến từ cầu thủ mang số 5, đó là Hoàng Hip Hop, tiền vệ trung tâm của cao thủ bên phía K5354. K4146 đang cắm duy nhất một cầu thủ bên phần sân đối phương, đó là vị trí của Mr. Bean. Với đó là sự hỗ trợ đến từ cầu thủ mang số 10, Nguyên Đỗ. Đây là Nguyên Đỗ. Đường xuống biên hay. Nhưng sau đó thì lại một pha xử lý trơ trọc. Vẫn là Mr. Bean, Nguyên Đỗ. Không được. Lối chơi phòng ngự phản công, một lối chơi có thể nói là hợp lý và khoa học của cao thủ. Lỗi rồi. Tình huống lỗi nguy hiểm và sẽ có chiếc thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu này được rút ra dành cho Mr. Bean.
Tuấn Anh, Thanh Hải, đây là Hoàng Hip Hop. Đường truyền hơi thiếu cảm giác của Hoàng Hip Hop. Vẫn là một tỷ số hòa không đều. À xin lỗi, vẫn là tỷ số hòa một đều dành cho cả hai đội bóng. Chưa có bàn thắng để tạo ra cách biệt. Đánh đầu rất nguy hiểm. Một đường truyền có điểm rơi, nhưng vừa rồi đó là một pha đánh đầu hụt đến vị trí của Thành Hải, rất đáng tiếc. Hàng phòng ngự của cao thủ 53-54 đã hơi mất tập trung trong tình huống vừa rồi, đã không ai theo kèm đến vị trí của Thành Hải. Rất hay, và cướp bóng tốt, Mr. Bin, vẫn là Bin, không được. Nhưng pha lùi về hay của cầu thủ K5354, và đây là cơ hội phản công, đường truyền. Nhưng nó là quá mạnh, đường truyền là quá mạnh đến từ Văn Quân. Bốn một bốn sáu vẫn có thể tạo ra được những bất ngờ khi mà với lối chơi của họ. Đây rồi, cơ hội sút xa, không được. Nguyễn Chí, và bóng rất an toàn của Nguyễn Chí. Lối chơi không cần dùng quá nhiều sức, không cần cầm quá nhiều bóng, và đi bóng của Thành Hải nhưng đã không được. Và cầm bóng cùng với những tình huống đi bóng tự tin, nhưng đã để mất bóng từ thủ K5354. Thành Hải rất hay, Mr. Bin, vẫn là Bin. Bóng đến với cơ hội, không được. Không có lỗi cho pha bóng này, và đây là cơ hội đường truyền xuống biên, không thành công. Và hỗ trợ phòng ngự rất hay của cầu thủ K4146 đang gây ra nhiều khó khăn trong tình huống tấn công của cao thủ K5354. Đây rồi, đường truyền hơi chậm. Đường truyền nếu như có thể là sớm hơn thì nó sẽ là một tình huống khoảng trống nhiều hơn nữa. Nhưng đáng tiếc là đã không có đường truyền trước đó. K5354 vẫn thể hiện khả năng cầm bóng và phối hợp là tốt hơn rất nhiều, nhưng họ vẫn vấn đề là hiệu quả thì vẫn chưa đến. Những bài bản là rất nhiều trong trận đấu này, được truyền, nhưng hàng phòng ngự của cầu thủ 4146 thì với kinh nghiệm của mình họ vẫn đang làm chủ. Hút vừa qua thì chưa có bất kỳ một cơ hội dứt điểm nguy hiểm nào về phía cao thủ K5354 cả. Đã có những cơn mây rất mát rồi, một điều kiện tuyệt vời, không được. Cầu thủ K4146 đã cho rằng một tình huống truyền về, nhưng trọng tài thì nói không. Đá biên, thay người. Khánh Hoàng sẽ là cầu thủ từ vào sân bên phía K5354. Và ra sân đó là cầu thủ áo số 30 Kim Trường.
khá nguy hiểm. Phải chèo bóng cũng là những tình huống khá nguy hiểm của cao thủ K4146. Nguy hiểm, cơ hội không vào. Bóng đã lộn xộn trước khung thành và suýt chút nữa thì đã có cơ hội dứt điểm. Bóng dài, hơi sâu mất rồi. Được chuyển là hơi sâu của Thế Anh. Thời gian của nó thì vẫn còn là rất nhiều và tỷ số vẫn đang là một đều, một trận đấu cân bằng hơn rất nhiều so với trận đấu đầu tiên. 41-46 biết người biết tà và vẫn đang thi đấu cực kỳ hợp lý ở trong trận đấu này. Lối chơi phòng ngự phản công khoa học. Đây rồi, cơ hội tấn công. 4-2, cần sự lùi về nhanh hơn đến từ sút xa, không vào. Một pha cản phá rất xuất sắc của thủ môn Phương Bảo. Tình huống cản phá rơi cả kính của Vương Bảo. Ừ, bóng đá thì là môn thể thao mà có lẽ là sẽ ít dành cho những cầu thủ mà đeo những cặp kính dày. Nhưng rõ ràng là Vương Bảo với cặp kính của mình anh vẫn đang thể hiện được khả năng phản xạ là cực kỳ tốt. Nếu không có cặp kính thì đồng nghĩa việc Vương Bảo rất khó có thể thi đấu. Thời gian của hiệp 1 có lẽ cũng không còn nhiều nữa. Và tỷ số vẫn đang là một đều. Vẫn chưa thể có bàn thắng nâng tỷ số của các nhà đương kim vô địch hay là các thủ K4146. Xuống biên rất hay, đường chuyền vào nhưng không có ai có thể dứt điểm trong pha bóng này. Những bài đánh là quen thuộc. Nhưng hàng phòng ngự của cao thủ K4146 thì họ hiểu rằng những bài đánh của thủ K5354 là như thế nào. Chắc chắn rằng ngày hôm nay họ đã nghiên cứu rất kỹ nhà đương kim vô địch, sức mạnh và điểm yếu của họ, và họ vẫn đang khai thác là cực tốt. Nguy hiểm vào. Không, không có bàn thắng. Đó là tình huống chỉ tay lên chứ không phải là chỉ tay vào vạch giữa sân. Đá phạt dành cho cao thủ rất đáng tiếc. Chúng ta sẽ cần xem lại pha bóng này. Đương nhiên ngày nay thì có truyền hình trực tiếp. Bóng đã vào lưới. Nhưng rất đáng tiếc là đã không có bàn thắng dành cho thủ K4146. Lại không có bất ngờ lần thứ hai trong trận đấu này. Không được. Đá biên dành cho cầu thủ 41-46. Cơ hội tấn công không được. Vẫn đang là sự khó khăn đến từ cầu thủ K5354. Họ đang gặp khó trên con đường vào khung thành của thủ môn Vương Bảo. Một hàng phòng ngự với sự chỉ đạo đến từ những Thế Anh. Đi bóng rất hay. Đường chuyền vào không được. Nỗ lực chuyền bóng vừa rồi thì cầu thủ bên phía thủ 5354 đang bị đầu.
có những giọt mưa trên sân vận động rồi, nó sẽ làm sân của chúng ta mát mẻ hơn rất nhiều và hy vọng rằng sẽ không có những hạt mưa to. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Phần góc dành cho cầu thủ 41-46. Nguy hiểm. Chưa thể có một pha dứt điểm và đây sẽ là cơ hội phản công. Lợi thế, đường chuyền, cơ hội không vào. Phản xạ quá xuất sắc đến từ vùng biển. Cơ hội tiếp. Không thể cản phá. Và xử lý quá bình tĩnh và đẳng cấp đến từ vị trí của cầu thủ mang số 10. Đó là Khánh Hoàng. Khánh Hoàng mới vào sân và ngay lập tức anh đã tỏa sáng để giúp cầu thủ Canama 54 có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1. Cản phá trước đó của Vương Bảo là cực tốt, nhưng như vậy là chưa đủ để anh có thể cản phá pha xử lý sau đó. Một phần xử lý tinh tế và đầy đậm chất kỹ thuật đến từ vị trí của Khánh Hoàng để giúp cầu thủ Đường Kim Lịch lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở trong trận đấu này. Tỷ số là 2-1. Cách biệt thì chỉ là một bàn mà thôi. Hãm ngực rất tốt. Tình huống phản công nhanh. Và khoảng trống đã được tạo ra, lỗi rồi. Pha vào bóng khá rát đến từ cầu thủ 41-46. Một chiếc thẻ vàng dành cho Khắc Trí. Tình huống trước đó thì bị nhắc nhở bởi Mr. Bean. Đá phạt dành cho cầu thủ K5354. Cách biệt thì vẫn đang là một bàn. Sút xa không được. Cơ hội vẫn còn đó dành cho thủ 41-46. Thời gian hiệp 1 cùng với đó là cả một hiệp 2 nữa. Hiệp 1 có lẽ là cũng không còn nhiều. Phản công không được. Tình huống phòng ngự rất tốt của các thủ K5354. Đây rồi. Nhưng đó là một dứt điểm không chính xác đến từ vị trí của Khánh Hoàng. Vâng, đến lúc này thì trọng tài cũng nổi tiếng còi kết thúc hiệp 1 trận bán kết thứ hai giữa cầu thủ K5354 và cầu thủ K4146. Một khép lại thì nhà Đường Kim Lịch đang tạm dẫn trước đối thủ với tỷ số là 2-1. Vâng, xin mời quý vị nghỉ trong ít phút để chúng ta chuẩn bị đến hiệp 2 của trận đấu này.
thì đăng ký đúng là mấy ông ấy rồi. Vì nó đã từ giải vừa rồi rồi. Và thêm một vài binh thì được. Đúng rồi, như thế nó vỡ. Rè luôn từ đầu. Bây giờ rè luôn năm nay thì nói thẳng luôn, năm sau mà quay mình là thôi luôn. Hôm nay có thể coi như bỏ qua. Bỏ qua. Bởi vì đã đến giờ này rồi. Đây rồi, đây rồi anh ơi, đây. Đây thôi. À, thực ra là đây danh sách nó đăng ký ngay từ đầu rồi, không ai nói gì. Vâng, thế. Năm ngoái với năm nay là đều danh sách K51 em nhìn là đều năm ngoái rồi. Mình nên làm chặt từ đầu từ năm sau. Nó sẽ uy tín hơn, quy củ hơn. Anh em nó đỡ. Nó tự giác thì nó không tự giác thôi. Thằng Tiến. Thằng Tiến là cái thằng phải tự giác trong ban tổ chức. Ai hỏi với anh nhỉ? Mấy con người chờ mày. Đây. Có rồi. Thế là nó không tự giác cơ độ. Sao lại như các giải gọi là cái giải này lại thế mà ban tổ chức rất nghiêm nhưng mà cuối cùng phạt là một cốc bia thôi. Phạt cho số lượng bia. Mà năm nay tính cái là thế nào ngọt à? Vâng, ăn đấy, ăn ở nhà hàng. Không thì năm nay là phạt lấy tiền giải làm gala anh ạ. Ờ thế vẫn lấy thế còn không đủ ấy chứ. Rồi xin mời chị em tiếp tục quay trở lại với sự động xóm hộ Uy Nỗ Đông Anh để dõi theo buổi tuần trực tiếp tôi trận hiệp 2 trận bán kết giữa cao thủ K5354 và đối đầu với cao thủ K4146. Một kép lại thì những người đàn em K5354 đang tạm thời dẫn trước thế đàn anh của mình với tỷ số là 2-1. Một hiệp một lội ngược dòng rất xuất sắc của nhà đương kim địch. Họ đang thể hiện được bản lĩnh của nhà đương kim địch ở trong trận đấu này. Một trận đấu mà họ đã gặp nhiều khó khăn trước cầu thủ K4146 với một lối chơi phòng ngự phản công khó chịu. Một bàn thắng dẫn trước nhưng ngay sau đó cầu thủ K5354 đã lấy lại thế trận. Họ liên tiếp tạo ra những sức ép và những bàn thắng. Lợi thế là nhỏ thôi, nhưng cũng sẽ là rất khó khăn cho cầu thủ K4146 ở trong hiệp đấu thứ hai này. Rất khó để cho K4146 có thể thể hiện một lối chơi tấn công trước cầu thủ K5354. Đây rồi, cơ hội! Hoàng ơi! Chưa thể dứt điểm, rất đáng tiếc. Cơ hội không được. Chưa thể dứt điểm thành công. Một cơ hội phản công, câu trả lời ngay lập tức đến từ cầu thủ K5354. Dứt điểm không được. Vẫn là cầu thủ K5354. Khánh Hoàng. Hiệp 1 thì Khánh Hoàng đã có một pha xử lý đẳng cấp để vượt qua thủ môn Vương Bảo, nâng tỷ số lên thành 2-1. Tiếp tục là một cú dứt điểm từ xa. Và người có một tình huống dứt điểm có lẽ là Văn Quân. Thời gian của hai vẫn còn đó là rất nhiều. Mr. Bean xử lý rất đẳng cấp của Mr. Bean. Đường chuyền. Nhưng đó là một đường chuyền hơi mạnh đến vị trí của Ngô Hoàng. Thời hiệp 2 này thì Ngô Hoàng là cầu thủ đã được đưa vào sân để thay một vị trí bên phía cao thủ K4146. Rất tốt.
cắt bóng hay của Thế Anh. Nhưng đó là một tình huống dứt điểm đã quá khó dành cho Ngô Hoàng. Rất hay, cơ hội không vào. Tình huống phối hợp phải nói là rất đẹp mắt và đồng đội đến từ thủ K5354. Nhưng cú dứt điểm thì lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Vương Bảo. Vương Bảo này vẫn đang thể hiện được bản lĩnh của mình. Đây rồi, Ngô Hoàng được chọc khe, cơ hội, Mr. Bean, không vào. Một tình huống 3 đánh 2, một tình huống phản công thần tốc nhưng cao thủ 4146 đã không thể tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Đây rồi, cơ hội, không được. Nói rằng là 4146 đang có một lối chơi phòng ngự phản công vẫn hiệu quả. Những tình huống tấn công của họ luôn có đủ cầu thủ để có thể tạo ra áp lực ngay lập tức lên hàng phòng ngự đối phương. Và vừa rồi là một trong những cơ hội như vậy. Chỉ đáng tiếc là cú dứt điểm của Mr. Bean thì nó lại không đủ khó để đánh bại được môn Việt Anh. Hai đội đang thể hiện một lối chơi khá tương đồng, một lối chơi ít chạm. Cùng với đó là một tốc độ cao, truyền dài, không được. Có lẽ bóng đã chạm tay. Đá phạt lên dành cho cao thủ K5354. Ép sát rất nhanh. Nguyên Đô mất bóng nguy hiểm, cơ hai đều. Và cướp bóng rất đẳng cấp của Nguyên Đô. Hữu Nam đã cho rằng anh bị phạm lỗi trong pha bóng vừa rồi nhưng trọng tài thì nói không. Một tác động trọng tài cho rằng chưa đủ để có thể cho Hữu Nam ngã như vậy. Hai đều. Đương nhiên là một tình huống có tác động. Nhưng đó là quyết định của chuyên môn của trọng tài đã đưa ra. Hai đều. Khán giả đã ngồi rất gần với pha bóng đó cũng cho rằng cất điểm không vào. Tình huống đỡ bước một là cực tốt, một pha nhả bóng về quá hay đến từ vị trí của Hoàng Ngô. Nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm thì lại bay lên trời, đó là một dứt điểm của Thành Hải. Không hề đơn giản. Và nếu như kết quả hòa thì chúng ta sẽ tiến tới loạt penalty để phân định tấm vé vào chung kết. Vâng, những giải đấu phong trào thì cũng rất ít có những giải đấu mà nếu như kết quả hòa chúng ta đến với những loạt hiệp phụ bóng đá phong trào thì các cầu thủ của chúng ta không có một nền tảng thể lực tốt giống như những giải đấu chuyên nghiệp. Vì vậy mà để đảm bảo cho các thể lực của chúng ta thì đa số là các ban tổ chức đều sẽ hai hiệp chính hòa sẽ tiến ngay tới loạt penalty để phân định đội giành chiến thắng. Rất bất ngờ khi mà cầu thủ 4146 đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Văn Quân vẫn là rất khó chịu, nguy hiểm không vào. Vẫn là rất khó chịu với cầu thủ 5354. Đây rồi, lại là Hoàng Ngô. Liên tiếp là những đường truyền dài đến với vị trí của Hoàng Ngô. Một cầu thủ có một thể hình tốt cùng với một lối chơi có khả năng tì đè và làm tường là hay. Đây rồi, đường chuyền nhưng nó là hơi sâu. Nguyên Đỗ đã có một đường chuyền hơi sâu đến với vị trí của Thành Hải.
và phản công rất quyết liệt, vẫn là cầu thủ 53 54. Đi bóng rất kỹ thuật nhưng không thể truyền vào. Tình huống chuyền bóng chính xác đến từ vị trí của Thế Anh, không phải đó là Mr. Bean. Phạt góc dành cho cầu thủ 53 54, đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng 53 54 vẫn chưa thể nào tạo ra một sức ép nghẹt thở. Họ vẫn phải rất tuyệt hay, không vào. Cú dứt điểm là không chống đích, dứt điểm vẫn không vào. Hai cú dứt điểm liên tiếp đến từ hậu vệ bên phía cầu thủ 53 54, đó là Ngọc Thiện. Ở cú dứt điểm thứ hai thì bóng lại đi hơi chênh cột dọc. Lỗi rồi, chúng tác động từ phía sau đến từ vị trí của Ngô Hoàng. Bốn một bốn sáu đang cho thấy rằng lối chơi đang là điều rất quan trọng, hay còn gọi là chiến thuật, một điều rất quan trọng trong những trận cầu chênh lệch như thế này. Hoàng Ngô vẫn là Hoàng Ngô và lùi về rất sâu của Hoàng Ngô và vẫn là Nguyên Đô, và để mất bóng nguy hiểm, lợi thế dành cho cao thủ 53 54. Không được, và những sự tranh chấp tốt đến từ vị trí của Khắc Chí. Này thì Khắc Chí cùng với lại Thế Anh đang trở thành những hậu vệ phải nói là bộ khung rất chắc chắn bên phía cao thủ 41 46. Rất hay đây rồi, nhưng đó là tình huống tiếp bước một lại không tốt một chút nào. Thời tiết là khá oi bức khi mà ngày hôm nay đang dự báo có những cơn mưa. Trời mà không mưa thì thường là rất là khó chịu, nhưng mà trời cũng không có nắng là cũng một điều rất may mắn rồi. Nếu như kết hợp oi bức mà nắng nữa thì đã là hơi khó khăn cho cầu thủ chúng ta. Rất quyết liệt. Rõ ràng những cựu học sinh của trường A1 Liên Hà, họ vẫn đang thể hiện không chỉ học giỏi mà họ còn đá bóng hay. Không được. Không chỉ sở hữu những cái đầu phải nói là siêu chất xám mà họ còn sở hữu được tinh thần thể thao là tuyệt vời. Giải đấu mà đã được kỷ niệm 10 năm thành lập, đó là điều rất tuyệt vời đến từ ban tổ chức của các cựu học sinh của A1 Liên Hà. Đánh đầu. Một lớp mà rất nhiều những học sinh ngán ngẩm khi mà nghĩ tới những ngôi lớp này ở ngôi trường Liên Hà. Về sức học, về đó và tư duy. Gần một nửa thời gian hiệp 2 đã trôi đi và tỷ số vẫn đang là 2-2. Một hiệp 2 phải nói là thành công với cao thủ K4146 cho tới hiện tại. Họ không bị thủng lưới và còn có bàn thắng san bằng. Nguy hiểm, không vào. Và đường bóng tốt của thủ môn Việt Anh. Thi đấu chậm rãi, thi đấu chắc chắn. Nhưng cao thủ 4146 luôn biết cách để tạo ra những khó khăn cho nhà đương kim vô địch. Đương kim vô địch 53-54 không thể triển khai lối chơi tốc độ của mình ở trong trận đấu này. Pha phối hợp liên tiếp là bị bắt bài bởi những tình huống chạy chỗ, những tình huống di chuyển. Tiếp tục là pha bắt bài tốt nữa đến từ vị trí của Thế Anh.
giải đấu mà chúng ta không thiên nhiều về quá nhiều về kỹ thuật, nhưng đây là một giải đấu thiên nhiều về chiến thuật. Một giải đấu mà của những siêu đầu óc, của những anh em cựu học sinh của Liên Hà. Rất nguy hiểm, một tình huống đá biên thẳng vào khung thành. Bóng đã tìm trúng xa ngang và bật ra, và đây là cơ hội phạt công. Rất hay, lại là Nguyên Trí. Những bước chạy phải nói là rất chậm rãi thôi, nhưng nó là sự chính xác. Nguyễn Hoàng thứ hai. Đi bóng rất kỹ thuật. Làm gì đây? Không vào. Phạt góc. Mr. Bin. Trận đấu mà đang đôi công của cả hai đội bóng. Bóng bổng. Tuyến hai. Không được. Phản công dành cho cầu thủ 5354. Bây giờ sẽ là cần tận dụng tốc độ và sức trẻ. Không được. Nỗ lực lùi về rất hay của cầu thủ 4146. Lấy bóng rất hay, vẫn còn. Thái Nhải xuống biên. Nhưng đó là một tình huống xuống biên hơi mạnh. Đường chuyền hơi mạnh dành cho Ngô Hoàng. Nếu như là một đường chuyền dễ hơn thì có lẽ vừa rồi nó sẽ là một cơ hội cực kỳ nguy hiểm. Xuống biên là cực thoáng, khoảng trống mở ra là quá nhiều ở bên trong. Và chỉ một đường chuyền ngang thôi là bàn thắng rất có thể sẽ đến. Vâng, các khán giả chúng ta thì đã quan tâm là hãy đội mũ vào. Trên sân bóng thì có lẽ là chưa bao giờ chúng ta thấy những cầu thủ đội mũ thi đấu cả. Thủ môn thì có thể thôi. Đấy rồi, Hoàng Ngô. Sức mạnh không vào. Đó là sức mạnh về mặt thể lực của thể hình của Hoàng Ngô. Những tình huống tỉ lè. Anh đã có khả năng chạm bóng để loại bỏ được môn Việt Anh, nhưng đáng tiếc là bóng nó lại lăn từ từ qua cột dọc khung thành. Một nửa thời gian hiệp 2 đã trôi đi rồi. À, vẫn là một kịch bản rất khó có thể dự đoán trước. Trận đấu không hề đơn giản với cầu thủ 5354. 4146 họ đang thi đấu bằng cái đầu. Không cần dùng quá nhiều sức. Và đương nhiên họ cũng không thể dùng sức với cầu thủ 5354 rất thoáng rồi. Vẫn là 5354. Không được. Rõ ràng là cự ly đội hình cùng với đó là khả năng di chuyển bắt bài của cầu thủ 4146 là quá tốt. Lại là Johnny Chí Nguyễn. Điều chúng ta thường thấy ở một giải đấu qua một Liên Hà là rất nhiều cầu thủ mà có ít tóc, trán rất cao, cho thấy là họ có một tư duy, với đó là sự thông minh, chỉ số IQ là cực cao. Và đặc biệt đến từ vị trí của Chí Nguyễn, trán của anh thì cao tới nửa đầu. Xử lý kỹ thuật đến từ vị trí của Hoàng Ngô. Hoàng Ngô, tên thật của anh đó chính là anh Dũng. Ngày nay anh mang trang phục. Đây rồi! Không vào! Một tình huống nhấc chân lên nhưng nó lại vô tình chạm bóng. Rất đáng tiếc. Những pha bóng phải nói là cực kỳ thông minh, thể hiện một IQ cực cao, nhưng đáng tiếc là đây là cơ hội phản công 4-3. Quá hay. Tình huống phòng ngự cực tốt đến từ vị trí của Việt Anh. Lại là Việt Anh. Đó là Thế Anh. Hai bên đều đang thể hiện một lối chơi nguy hiểm, không vào. Bóng lại đến với vị trí của Chí Y Tông.
Đấy rồi, cơ hội. Không được. Bóng vẫn cứ luẩn quẩn trước khung thành thôi. Không thể lăn vào lưới được. Và nếu như cái thi đấu như thế này thì chúng ta cũng có thể phải nhờ tới loạt đấu súng thôi. Nó cũng sẽ là trận đấu đầu tiên để tiến tới loạt đấu súng của giải đấu này. Giải đấu một trận đấu súng thì luôn là căng thẳng và kịch tính. Và chiến thắng ở trên loạt đấu súng thì nó là bản lĩnh cùng với một chút sự may mắn nữa. Chúng ta sẽ chờ đợi. Thời gian hiệp 2 vẫn còn đó. Và cơ hội thì nó vẫn cứ lần lượt trôi đi trước các mũi giày của cả hai đội bóng. Một trận đấu căng thẳng như này, mấy nhà ngoài sân thì vẫn đang rất nóng lòng để muốn vào sân. Còn em trong sân thì không ai muốn ra cả. Và thay người. Trọng tài cho các cầu thủ 53, 54 thay người. Vào sân đó là Long Tứ. Tiến Thọ là cầu thủ được tung vào sân. Chứ không phải là Long Tứ. Vâng, cú dứt điểm đầu tiên về phía khu vực rừng cây của sân vận động. Một rừng cây rất rậm rạp ở đằng sau. Nếu như bóng đi ngoài thì rất có thể là rất khó tìm. Mình sẽ có một chút nghỉ ngơi để uống nước trong thời tiết nắng gắt như thế này để giúp cho cầu thủ có thể hồi phục, cùng với đó là bổ sung thêm lượng nước. Thời gian hiệp 2 cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn khoảng tầm gần 10 phút thi đấu chính thức nữa thôi. Trận đấu này sẽ khép lại. Sút xa. Tình huống sút xa nó chỉ mang về mặt giải tỏa tâm lý ở trong thế trận như thế này mà thôi. 53, 54 vẫn đang gặp nhiều bế tắc trước một lối chơi phòng ngự chắc chắn và khoa học của cao thủ 41-46. Mở biên rất thoáng, Văn Quân. Nhưng luôn là những tình huống bịt biên tốt, cắt bóng rất hay của Thế Anh. Vẫn là Thế Anh, xuống biên. Thế Anh và Anh Dung, rất hay, Anh Dung không vào. Tiếp tục là cú dứt điểm nữa của Thế Anh. Xin chút nữa một tình huống phối hợp 1-2 rất đẹp mắt của cầu thủ 41-46. Chỉ tiếc rằng cú dứt điểm của Anh Dũng vừa rồi lại không thể chiến thắng. Không thể chiến thắng được thủ môn Việt Anh. Tình huống đá biên dành cho cao thủ 41-46 đánh đầu không được. Vẫn là cao thủ 41-46 nguy hiểm không vào. Đường treo bóng vào rất nguy hiểm. Căng ngang đây là cơ hội phản công dành cho cao thủ 453-54 xuống biên đường chuyền vào không được. Anh Dung và xử lý rất kỹ thuật. Cơ hội vẫn đâu đó được tạo ra nhưng vẫn chưa thể tận dụng. Hoàng Hip Hop mất bóng nguy hiểm. Thái Nhải vẫn là Hải.
người để thay, không có ai vẫn ra, chẳng mối đội khác. Thu xa siêu phẩm. Bàn thắng quá đẹp mắt của cao thủ 5354 để đưa trận đấu lên thành 3-2. Một lần nữa 5354, và chúng ta sẽ được xem lại trên truyền hình trực tiếp, sẽ được quay lại pha bóng này. Một tình huống dứt điểm từ xa rất bất ngờ. Bàn thắng quá đẹp mắt của cao thủ 5354. Năm 354 thực sự rất bế tắc ở những phút trước đó, nhưng từ một tình huống sút xa may mắn đã thuộc về họ. Sút xa đẳng cấp, 5354 đang thể hiện được họ đa dạng như thế nào. Bàn thắng của 5354 đến từ tất cả các kịch bản đều khác nhau. Cú sút xa mẫu mực và bàn thắng thứ ba đã đến rồi. Cách biệt một lần nữa được tạo ra dành cho thủ 5354. Và liệu rằng 4-1, 4-6 có thể thể hiện được bản lĩnh của mình để một lần nữa họ gỡ hòa không? Chúng ta sẽ chờ đợi anh Dung. 4-1, 4-6 phải nói là đã thi đấu hay trong hiệp đấu thứ hai này. Họ tạo ra được nhiều những cơ hội hơn, nhưng đã không thể tận dụng. Thanh Hải, đường xước không được, đường chuyền Mr. Bean không thể đến được vị trí của anh Dung. Hoàng Hip Hop không được. Sút xa không được. Thời gian vẫn còn đó là đủ để cho thủ 4-1, 4-6 rất hay. Nhưng đó lại là một tình huống trượt ngã đáng tiếc và xử lý qua người rất đẳng cấp của cầu thủ mang số 5 Hoàng Hip Hop. Thành Hải, đường truyền không dành cho ai của Thành Hải. Rất bình tĩnh, bây giờ thì sẽ là chậm lại rồi. Lại một cú sút xa nữa. Cơ hội phản công. Lỗi rồi, và đẩy sau đến từ vị trí của Hoàng Hip Hop. Chiếc thẻ vàng dành cho Hoàng Hip Hop. Cơ hội cố định tiếp tục đến với cầu thủ 4-1, 4-6. Họ cần phải tận dụng. Cách biệt nó chỉ là một bàn mà thôi. Và liệu rằng 4-1, 4-6 có thể tìm kiếm bàn thắng san bằng không? Để một lần nữa đưa trận đấu này về vạch xuất phát. Phối hợp xuống biển. Đây rồi, dứt điểm không trúng đích rồi. Dứt điểm rất mạnh của Thế Anh nhưng bóng đi không trúng đích. Thay người. Thành Hải sẽ là cầu thủ được đưa ra sân và vào sân. Đó là cầu thủ mang áo số 5. Trần Tuấn Anh. Hoàng Hi Phúc. Ngọc Thiện. Rất bình tĩnh để triển khai bóng từ sân nhà. Ban bật cùng với đó là chờ thời gian trôi đi. Bây giờ thì các thủ 4-1, 4-6 cần phải mạo hiểm hơn, họ cần phải đẩy cao đội hình. Thi đấu phát sinh. Nhưng sẽ là rất khó với thủ 4-1, 4-6 khi mà ở những phút cuối hiệp 2 này thể lực cũng đang suy giảm đi rất nhiều. Bình đã cạn rồi. Văn Quân. Và cướp bóng rất hay của Thế Anh. Được chuyền hay. Nhưng đó là pha tiếp bóng không tốt. Rất đáng tiếc cho Mr. Bình. Đây rồi. Bóng quay trở lại với Mr. Bình. Vẫn còn đó là khoảng vài phút nữa trong hiệp đấu thứ hai này để cho những nỗ lực của cầu thủ 4-1, 4-6
ta sẽ chờ đợi họ sẽ làm gì những phút tiếp theo. Liệu rằng có bất ngờ tiếp theo không? Đã hai lần các cầu thủ 4-1-4-6 tạo ra bất ngờ trước nhà đương kim vô địch. Nhưng lần thứ ba thì chắc chắn rằng nó không hề dễ. Phút thứ 29 hiệp 2 và tỷ số vẫn đang là 3-2 tạm nghiêng về cao thủ 53-54. Hoàng Hip Hop. Đó là những pha đi bóng không khác gì những tình huống nhảy Hip Hop của Hoàng. Cắt bóng ngay. Nguyên Đô. Đá biên dành cho cao thủ 4-1-4-6. Một quyết định chính xác của trọng tài tiến triển. Đó là phạm lỗi và một tình huống vào bóng bằng cầm giày. Trọng tài đã xác định đó là tình huống phạm lỗi chứ không phải tình huống đá biên. Đứng trước bóng đang là Mr. Bean. Thời gian không còn nhiều. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Cách biệt nó chỉ là một bàn mà thôi. 4-1-4-6 có thể trở thành Real Madrid phiên bản 2-0. Chúng ta sẽ chờ đợi. Và phối hợp xuống biên, đường truyền vào. Nhưng đã không thể có một đường truyền chính xác. Và đây là cơ hội phản công. Hoàng Hi Vô không vào. Hoàng Hi Vô đã không thể đánh lừa được Vương Bảo. Một tình huống ngả đặt lòng rõ ràng là đi về góc xa. Nhưng Vương Bảo đã bắt bài trong pha bóng dứt điểm ở góc gần vừa rồi. Không, 3 phút bù giờ trong đấu thứ hai. Vâng, chỉ còn 3 phút cho những nỗ lực của cầu thủ 4-1-4-6 mà thôi. Và 3 phút còn lại cho những nỗ lực để bảo vệ thành quả của cầu thủ 53-54. Họ có thể lần thứ hai tiến vào trận chung kết trận đấu cuối cùng không? Chúng ta cũng sẽ chờ đợi. Không được, Xu Sa thiếu chính xác. Tuấn Anh không được. Thời gian không còn nhiều. 3 phút bù giờ đang trôi đi. Và tỷ số vẫn đang là 3-2 tạm nghiêng về nhà đương kim vô địch. Power play đi. Bây giờ là phần đẩy cao đội hình rồi. Không còn gì để mất thua một bàn hay 10 bàn. Thời điểm hiện tại không còn quan trọng. Nhưng cơ hội để họ có bàn thắng sợ gỡ hòa là rất cao. Vẫn là anh Dung. Đường chuyền không được. Tuyến hai. Mr. Bean. Lỗi rồi. Đá phạt dành cho cao thủ 4-1-4-6. Cơ hội rất ngon ăn của cao thủ 4-1-4-6 và liệu rằng họ có thể tận dụng không? Một trận đấu mà 4-1-4-6 đã thể hiện một lối chơi phải nói là cực kỳ khoa học với hơn 100% phong độ của mình. Nhưng lần này thực sự đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch của giải đấu này. Một bóng trẻ, khỏe và nhiệt huyết. Một bóng thuộc thế hệ sinh viên thì sẽ không hề để dễ ăn. Đây rồi, không vượt qua hàng rào. Dứt điểm của Mr. Bean. Không có gì khó khăn với Việt Anh cả. Sóng gió qua đi rồi và đây là cơ hội phản công. Hoàng Hip Hop không được. Và lùi về rất nhanh của Chí Nguyên. Đá biên dành cho cầu thủ 4-1-4-6. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của những người đàn anh 4-1-4-6 liệu có thành công không? Chúng ta sẽ chờ đợi. Thời gian bù giờ thì đang trôi đi. Ngày một nhanh. Anh Dung. Phá bóng an toàn. Tấn công thì chưa bao giờ là một điểm mạnh với cầu thủ 4-1-4-6 cả. Họ không sở hữu nhiều những ngôi sao thực thụ trong đội hình. Nhưng 4-1-4-6 là bóng thi đấu khoa học và kỷ luật. Đá biên lỗi rồi. Tình huống để bóng lăn. Cần phải nhồi tất cả vào gôn rồi.
Bây giờ thì phải một chiến thuật lu ba lu bu thôi để tìm tới những may mắn, những tình huống chạm đầu ở trong pha đá biên này. Và rất có thể là sau những tình huống này không được, tình huống treo bóng không thể đến. Vâng, đúng như vậy, Nguyễn Tiến Triển đã nổi tiếng gọi kết thúc trận bán kết thứ hai. Như vậy là tấm vé còn lại đã thuộc về các nhà đương kim lịch ở mùa giải trước, cao thủ 5-3, 5-4 với một chiến thắng kịch tính với tỷ số là 3-2. Một cuộc lội ngược dòng rất ngoạn mục của cầu thủ 5-3, 5-4 trước một đối thủ, những người đàn anh của mình. Rất đáng tiếc cho cao thủ 4-1, 4-6, họ đã không thể tạo ra được cú sốc ở trong trận bán kết thứ hai và đành nhận thất bại với một tỷ số sát nút. Vâng, buổi tường thuật của chúng tôi đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn hai đội bóng đã mang tới một trận cầu căng thẳng và kịch tính. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào buổi sáng chủ nhật tuần sau 15 tháng 5.